Nơi này thuộc xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Quảng Uyên với Phục Hòa ghép lại với nhau bây giờ thành huyện Quảng Hòa. Bây giờ làn sương này nó đã tạo thành một lớp mây mỏng dần dần lên đỉnh núi, cảnh quan dần dần hiện ra trước mắt chúng ta rồi.
Đây là ngã ba rẽ vào xã Hạnh Phúc cũ. Và có một đặc điểm ở đây là có một cây gạo rất to, rất lâu năm, được coi là cây di sản. Cái gốc của nó chắc phải đến là 7-8 người ôm. Rất cao. Và tán lá cực kỳ rộng luôn. Chúng ta lại tiếp tục di chuyển về hướng Phục Hòa.
vượt qua hai con đèo, đó là đèo Mã Phục và đèo Khâu Chỉa. Và chúng ta đang leo đèo Khâu Chỉa. Đèo Khâu Chỉa, con đường không rộng như đèo Mã Phục, nhiều đường quanh co gấp khúc con đèo Mã Phục. Đỉnh đèo Khâu Chỉa, và nơi này có một ngôi trường, trường tiểu học, trung học cơ sở Lương Thiện. Có thể nhìn thấy ngôi trường này được xây rất khang trang. Chanh Chanh còn nhớ cách đây 30 năm, khi mà Chanh Chanh TV có dịp đi qua nơi này, dừng ở đây nghỉ chân một lúc, thì có nghe được giọng trẻ em EA đọc bài mà Chanh Chanh TV cứ nghĩ đó chính là trẻ em đi chăn trâu và chăm chỉ học bài, nhưng thực ra không phải. Đó chính là ngôi trường mà Chanh Chanh TV nhìn vào không thể chấp nhận đó là ngôi trường được. Nó chỉ được dựng lên bởi những cái cột và được buộc bởi những tấm liếp. Thậm chí những tấm liếp nó còn không được quay kín hết cả 4 bức vách.
mà tranh tranh TV cứ ngỡ đó là những chuồng trâu cơ, không phải là ngôi trường. Còn là phòng cho ban giám hiệu ngồi họp nó chỉ rộng khoảng một bề là 3 mét, một bề tầm là 4 mét, như một cái lán lục sụp siêu vẹo. Nhưng đến giờ thì có thể thấy ngôi trường được xây dựng rất khang trang, sạch đẹp. Vượt qua đèo Khâu Chĩa, bây giờ chúng ta đã đến chân đèo Khâu Chĩa. Quả chuông để nhận thông báo có video ra sớm nhất, và cũng là để ủng hộ cho Tranh Tranh TV có thêm động lực ra nhiều video kế tiếp các bạn nhé.